tôi chỉ là một người lang thang, cho nên đâm ra là cái sự mà nó có gia đình với tôi rất là, nó rất là mong manh. Cái bệnh đang có hiện tại của tôi nó xuất phát từ lâu rồi, cho nên đâm ra tôi không có nghĩ rằng tôi sẽ có vợ. Cuộc sống ảnh quá nhiều bất hạnh và tôi muốn chia sẻ điều này với anh ấy. Rất là nhiều trắc trở và tôi nghĩ rằng là thời gian sẽ chứng minh cho mọi người thấy điều tôi đang làm. Ngắn gọn vậy thôi đó cô. Dạ. Dạ. Nhưng mà gợi lên cho chúng ta nhiều suy nghĩ. Dạ. Từ cái diện mạo bên ngoài của hai người. Dạ. Chúng ta đang thắc mắc phải không ạ? Dạ, dạ. Họ chênh lệch nhau tới 20 tuổi cô. Dạ vâng. Chắc là bây giờ con với cô dạ, vâng. sẽ biệt cùng nhau chút dạ, xíu tạm biệt nhau để cùng gặp dạ, họ nha cô. Dạ vâng. Có lẽ chúng ta sẽ gặp lại một lát nữa thôi. Dạ, dạ. Vâng ạ. Chào Thanh Vân. Để con dạ. mời cô vào trong dạ, nhé. Vâng. Dạ vâng. Con mời cô. Cô Lý Thị Mai đã vào trong, còn Vân sẽ ở đây để chào đón chị Huỳnh Thị Kim Oanh. Xin mời chị ạ. Chào chị. Dạ. Em rất vui được gặp chị ngày hôm nay. Chào. Dạ, em mời chị ạ. Xin chào chương trình. Đây là lần đầu tiên chị em mình trò chuyện với nhau. Hồi nãy thì em có quan sát chị ở trong hậu trường rồi. Em hy vọng là chị có thể nói chuyện thoải mái cùng với em và chương trình. Nói chung là em thấy câu chuyện này nó kỳ lạ trước cái đã. Và như cô Mai nói là trong những điều kỳ lạ đó người ta thấy những điều kỳ diệu. Nói về sự kỳ lạ trước đi ạ. Chị gặp anh là cách đây bao nhiêu năm rồi ạ? Cho mình xin phép được gọi tên Oanh. Dạ. Oanh gặp anh Tuấn năm 2005. 2005 tới giờ là 15 năm rồi ạ? Vâng ạ. Vâng. Cơ duyên nào anh chị gặp nhau ạ và quyết định đến với nhau ạ? Cơ duyên là mình đến một cái chỗ mà chữa bệnh bằng tiết thực. Thì mình gặp anh Tuấn lần đầu tiên. Dạ vâng, mà trước đó thì công việc của chị Oanh là làm gì ạ? Trước đó thì mình đi Nga 1986. Dạ, là chị ở bên Nga. Vâng, sau đó thì mình về vì cái vấn đề gia đình cho nên là mình ở lại và làm công ty. Nói chung là mình làm cũng khá nhiều việc. Dạ vâng. Vâng. Em xin phép em hỏi cái này nó hơi tế nhị một chút, là trước khi gặp anh Tuấn là chị đã từng có gia đình hay là có những mối tình chưa ạ? Mình chưa có gia đình. Và sau đó là chị gặp anh Tuấn rồi anh chị đến với nhau. Vâng. Anh chị quen nhau rồi đến bao lâu thì mới quyết định là kết hôn ạ? Quen ảnh 2005. Thì đến 2007 mới quyết định kết hôn. Cái thời điểm đó là anh đã bị ốm rồi? Thời điểm đó là anh đã mổ rồi một lần. 2002 là anh đã vào ca mổ rồi. Dạ. Nhưng anh mà lúc đó thì anh ấy rất trẻ. Anh ấy chỉ mới 22 tuổi thôi, phải không ạ? Còn vâng. khi đó thì chị cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành. Vâng. Có khi nào mình chạnh lòng khi nghe người ta nhận xét này khác không? Có, tại vì khi ra đường cái lời nói xung quanh á dạ. đôi khi thì có làm tổn thương Tuấn không? Con thì ít lắm, nhưng mà có thể là tổn thương nhiều nhất chính là vợ con. Dạ vâng, cảm ơn Tuấn. Bởi vì thực ra đó, con người ta không đo lường cái sự bản lĩnh, cái sự dũng cảm đối mặt với cuộc sống không phải là sức khỏe, không phải là trình độ, mà cái quan trọng nhất bản lĩnh sống thể hiện ở chỗ là mình luôn luôn nghĩ về cái người bạn đời của mình. Tại sao chị quyết định đến với anh ấy? Nó vì điều gì ạ? Có lẽ anh Tuấn là cái người mà anh thấy là quá nhiều bất hạnh. Những cái bất hạnh lớn nhất của anh Tuấn ngoài chuyện anh ấy bị bệnh thì nó còn có vấn đề gì nữa không trong cuộc sống của anh ạ? Trong cuộc sống của anh, cái bất hạnh lớn nhất của anh là không nhìn thấy được. Tức là vừa cơ thể là đã bị nhiều căn bệnh mà lại còn thêm vấn đề về thị lực nữa. Nhưng mà cái thời điểm lúc chị mới gặp anh thì lúc đó mắt anh đã đến mức như bây giờ chưa ạ? Thời điểm đó thì chưa có đến mức như bây giờ. Dạ. Yeah. Vẫn có thể có hy vọng. Vâng. Vâng. Nhưng mà anh đã từ chối. Tại sao ạ? Mình được cái sự giúp đỡ và đưa đến bác sĩ để mà
cho ảnh đi Mỹ để mà người ta chữa trị cho. Dạ. Chữa trị cái u đó. Vâng. Nhưng mà thực sự thì ảnh từ chối là vì ảnh sợ mình bỏ. Tức là nếu mà đi thì coi như ảnh không có cam tâm phải không ạ? Ừ, ảnh nói là ảnh thà không thấy gì suốt đời, nhưng mà ảnh không muốn mất mình. À, cũng khó ha. Nhưng mà lúc đó chị quyết định ra sao ạ? À, chị không có sự lựa chọn là gì. Cái quá trình để mà làm giấy tờ rồi kia nó kéo dài. Nó kéo dài 6 tháng có. Và cái quyết định để đi gặp bác sĩ cuối cùng cái ngày hôm đó thì ảnh đã nói hết lời. Nhưng mà quanh thì chỉ là tôn trọng cái ý kiến của ảnh thôi. Chứ thực sự mình rất muốn. Tại vì anh nghĩ là làm người thì phải biết đứng lên, rồi phải vượt qua những cái khó khăn. Thì mình khuyên ảnh rất nhiều, từ cái cho ảnh đi học, rồi từ cái mình tập ảnh đi đứng ở ngoài đường để mà mình tại vì người kiếm thị thì cái vấn đề đi đứng của người ta rất là khó. Và ảnh là dạng là đụng đâu thì cứ bàn thôi. Rồi sau đó mình coi như là chị là đôi mắt của ảnh luôn đó. Ảnh nói là mình là đôi mắt của ảnh. Dạ. Gia đình và bạn bè của chị nói như thế nào về mối quan hệ này ạ? Gia đình thì đã cho mình một cái câu trả lời là nếu mình tiến đến hôn nhân thì mình phải chấp nhận khắc tên trong hộ khẩu. Và chuyện đó đã xảy ra. Điều đó mình chấp nhận. Nhưng khi lấy anh Tuấn thì thiệt thòi, nó bủa vây chị coi như là không có đường thoát luôn. Mình không còn nước mắt để khóc nữa. Là vì mình đã khóc hết rồi. Cho nên mình quyết định là chỉ có mình đứng lên. Mặc dù là ta cười chê nhiều lắm chứ, nhưng mà rồi mình chỉ biết lặng thinh thôi. Em xin lỗi nếu em hỏi điều này có làm cho chị cảm thấy quan ngại. Nếu bệnh tình của anh ấy trở nặng và không thể mổ, không thể uống thuốc, không thể làm gì nữa hết, chị có sợ ngày đó? Thực sự 2008 khi mổ ảnh đợt cuối cùng thì không ai nói ảnh sống hết. Và bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã nói như vậy. Không ai nghĩ là ảnh sống và người ta khuyên mình nên đem về. Nhưng mà mình có trao đổi với ảnh. Mình nói nếu mà bây giờ mình chỉ sợ là khi mổ ảnh xong mình không còn đủ nghị lực. Và thời gian mới là câu trả lời. Bác sĩ cũng nói là sau khi mổ ảnh sẽ là người thực vật và anh không đi được vì anh nạo sạch cái chủng phía bên trái. Bác sĩ bảo là cái chủng đó là cái thăng bằng rất là nhiệm màu, là cái hôm mà đưa ảnh đi xuống cái kỷ niệm 10 năm của cái tủ sách nói của những người khiếm thị, mình phải cột ảnh vô trong mình ngồi trên xe lấy cái áo cột lại sợ ảnh té. Sau cái ngày đó thì mình nhớ không nhầm là tuần thứ 5 sau mổ. Tuần thứ 5 sau mổ ảnh mới nhấc được cái chân lên. Còn tất cả mình đều phải bưng binh, coi như mình rê ảnh giống như là dạ. Ôm, nói chung là miễn sao là kéo ảnh đi được. Và nói chung là cũng nhờ các em học sinh ở cạnh phòng trọ cũng giúp đỡ mình nhiều lắm. Rồi chủ phòng trọ người ta cũng phụ giúp. Và mình quyết tâm đi đến đó để tạo cho anh một cái nghị lực. Và mình bước vô một năm trời luyện tập để cho anh có thể đứng được, đi được. Và mình rất yêu chồng mình ở cái chỗ là cái nghị lực sống của anh. Và anh chưa hề oán than một điều gì hết, lúc nào cũng nở nụ cười. Chị vẫn tin vào phép nhiệm màu, bởi vì thực ra là nó đã xảy ra. Sự thì đó là cái phao của mình. Dạ, em hiểu. Vậy thì bây giờ chúng ta cứ vẫn tiếp tục tin vào điều đó đi ạ. Bây giờ thì ảnh đã 81% rồi, tràn dịch phổi rồi, u nó đã mười mấy khối u. Nhưng mà đến thì bác sĩ cũng chỉ biết lắc đầu. Cho nên là những cái lúc mà ảnh ảnh thở không nổi hoặc sốt lên á, mình chỉ biết là cầu nguyện thôi. Ngoài ra mình không. Em hiểu, tức là không còn cách nào khác. Thôi thì mình cứ tin vào sự nhiệm màu của lòng tin bên trong mình và cả sự nhiệm màu của tình yêu mà mình có đi ạ.
Bây giờ thì Tuấn không có khỏe để đi làm nữa. Đã mấy năm rồi Tuấn à? 5 năm cũng... 5 năm rồi. Mình không gánh vác cái trọng trách, không có chia sẻ về mặt kinh tế. Có khi nào vẫn có một cái mặc cảm? Dạ có chứ, dạ, rất là nhiều luôn á. Tại vì mình là người nam nữa. Dạ. Mình nếu mà mình không làm được những vấn đề trong nhà, mà bây giờ tất cả mọi thứ dồn lên vai vợ hết, coi như là từ chuyện kinh tế tới cái chuyện gia đình, rất là buồn chứ cô. Tại vì con chỉ nghĩ là thấy buồn và thấy chán đời lắm. Dạ thôi, bữa nay thì cô gặp Tuấn, cô nói rằng là khi mà vợ làm lụng mọi thứ mà mình tạo cho vợ một cái niềm vui, tạo cho vợ thấy được cái tình yêu ấm áp của mình, đó chính là sức mạnh tinh thần đó. Mình làm rất là nhiều việc, coi như là thậm chí ai gọi mua cái gì cũng mua, rồi là đi chạy xe ôm hay là tất cả các thứ để có thể kiếm tiền. Giống như mình phải đi rửa chén nhà hàng ban ngày và có khi tới ban đêm, thì sau đó mấy ngày thì mình được lên phụ bếp của nhà hàng, thì tối về người ta cũng quản lý cũng thương lắm, để dành cho những cái phần ăn rất là tốt, nhưng mà không cho mang về. Nhưng mà thực ra quanh cũng không ăn được, là vì nếu không có anh ấy thì mình cũng không ăn. Thì thôi thì hai đứa, ảnh cũng chờ mình cho tới 12 giờ là lúc đó mình về với ảnh. Thì cái đó là làm cho mình ấm lòng nhất. Mặc dù mình thấy xót là gì, ảnh phải thức tới khuya để ảnh chờ mình. Nhiều câu hỏi trong em lắm, chắc là em sẽ hỏi một vấn đề nó hơi khó một chút. Đó là nếu như không có sự gần gũi thì chị vượt qua điều đó bằng cách nào? Thì trước đây thì ảnh không có chấp nhận được điều đó, và ảnh thường lấy dao chém. Tại sao? Anh không có bình thường về mặt ảnh đập kiểm soát hành vi tất cả đồ. Ảnh thường lên những cái cơn, nhưng mà thường vào tối là mình sẽ gặp tình trạng đó, thì mình cứ chạy hết phòng này tới phòng khác. Nhưng mà lúc đó là đã cho ảnh học về quyệt đạo rồi, cho nên ảnh đánh là trúng. Thì mình phải trải qua cái thời gian mà từ lúc cưới nhau mình đã bị những cái trận đòn rồi, cho tới lúc ở phòng trọ đối đầu với ca mổ cuối cùng á, thì lúc đó là lúc mà ảnh căng thẳng nhiều nhất. Cho nên là ảnh thường xảy ra những cái vấn đề là ảnh sẽ dắt cho anh chém, nhưng mà ảnh không có biết. Và ảnh đập đầu ảnh tự đập đầu ảnh. Những cái cơn đau đó, ảnh tự đập đầu và tự chịu đựng. Còn với bản thân mình á, thì thực sự ra là quá mệt mỏi. Mình không còn nước mắt để khóc nữa. Là vì mình đã khóc hết rồi. Cho em một ngày, một ngày không khắc khoải chờ đợi, một ngày không mưa rơi buồn tuổi, một ngày không tê tái heo mây. Cho em một ngày thôi, một ngày không có đêm vời vợi, một ngày đôi chân không mệt mỏi, đường về không có lá thu rơi. Em không biết nói gì để diễn tả cái sự cao thượng của chị. Chị chấp nhận lấy một người mà bao nhiêu cái vất vả chị phải ôm hết. Thì người ta cũng có thể lệch nhau về tuổi, về kinh tế, về nhiều thứ. Nhưng ví dụ vợ chồng còn gần gũi nhau được á, thì nó cũng là một cái sự xoa dịu. Còn đây cũng không có luôn, thì đồng nghĩa với việc là cũng không thể nào có con. Rồi cuộc sống còn có quá nhiều cái mà chị cứ phải lao ra để đi làm như vậy, và một người phải làm cho hai người, ngủ cũng không được bao nhiêu tiếng một đêm hết. Mà chị kiên quyết nói dù cái bối cảnh đó nó có bị cực đến chừng nào thì giọt nước mắt vẫn không rơi. Cho em cúi đầu nể phục chị luôn, thật sự. Mà chị cười rất là đẹp. Nếu không phải là anh Tuấn, em nghĩ chị hoàn toàn có thể có cơ hội cho một cuộc sống tốt hơn.
nãy giờ quý vị khán giả nghe thì chắc là cũng hiểu và cũng cảm được câu chuyện này. Bây giờ thì chắc là em sẽ mời anh Tuấn ra đây cùng nói chuyện với chị nhé. Vâng. Cô Mai ơi. Em xin chào anh Nguyễn Văn Tuấn ạ. Vâng, xin chào cô Hân Vân. Anh cứ gọi em là Vân cũng được ạ. Dạ. Vâng. Anh Tuấn biết sao không? Câu chuyện của anh nó kỳ lạ và kỳ diệu lắm. Em ngưỡng mộ tình yêu của anh chị. Và thật sự là ngoài nghị lực của anh, thì cái nghị lực và sự kiên cường của chị Oanh nó quá lớn. Cái điều mà anh yêu nhất, thương nhất ở vợ của mình là gì ạ? Cổ đã dành tình cảm cho Tuấn rất là nhiều, cho nên cái sự chia sẻ của cổ rất là lớn, mà Tuấn thì không có chia sẻ được. Và có một cái điều mà cho nên Tuấn luôn luôn và lúc nào cũng vậy, nói tới vợ, nói tới hôn nhân là nói tới sự chia sẻ. Mà cái này chúng tôi cùng làm việc với nhau thì trong nhiều chương trình người ta chia ly chỉ vì người ta không có chia sẻ với nhau. Và một cái thú vị nữa là Tuấn còn nói rằng là luôn luôn muốn chia sẻ thì cả hai phải lắng nghe nhau. Ôi cái điều đơn giản như vậy nhưng mà không dễ gì làm được. Cho nên đâu dễ gì có một cuộc hôn nhân đặc biệt như thế này mà kéo dài 15 năm. Dạ, thực sự thì em cái sai này của em nó lớn lắm. Dạ. Nó lớn lắm từ hồi đó tới bây giờ luôn. Cái gì mà dữ vậy chị? Khó mà bỏ. Nãy giờ chưa nói với Thanh Vân. Dạ chưa. Dạ bây giờ thì nói ha. Dạ. Dạ cái sai của em là thí dụ bắt cặp ở ngoài đường có một cái vấn đề gì xảy ra thì em sẽ quyết tâm là nếu hỗ trợ được thì em sẽ bước vào. Dạ giống như là một cái xe người ta tông nhau nhưng mà người ta bỏ đi hết rồi. Dạ. Vẫn nói người này chết. Dạ. Nhưng mà em vẫn nhào vô. Dạ. Em vẫn nhào vô thì em để anh giúp đỡ những người ở ngoài cái vệ đường ở đâu đó. Dạ. Và giữ xe thì lúc đó nó rất là náo loạn. Dạ. Nhưng mà em nghĩ em không nghĩ được nhiều như vậy. Em chỉ nghĩ chỉ được là người thôi. Đến đây để hỗ trợ người ta. Trong khi người ta bỏ lại cái người đó. Dạ. Thì mình lại đến với người đó. Dạ. Đó. Và cái mà em rất là tâm đắc là sau đó thì em biết được người đó vẫn sống. Dạ. Chứ là diễn tả đó Vân. Tức là bỏ chồng, bỏ xe để đi giúp người khác. Vậy lúc đó tâm trạng Tuấn như thế nào? Dạ. Cho nên vợ em nói là sai, em nhận sai, sai lớn nhất đó. Nói chung là anh Tuấn mà đi với chị Oanh ra đường là dạ. Anh Tuấn phải cầu nguyện là hôm nay ngoài đường không có va quẹt gì hết để ảnh được đi một đoạn đường trọn dạ. Vẹn, không bị bỏ xuống giữa đường, phải không anh? Chứ bây giờ bỏ xuống giữa đường biết là vợ đang dạ. Đi giúp người mà mình cũng biết mình đang đứng ở đâu, đứng ở đâu. Không thấy gì hết, nó có cũng hoang mang mà. Chứ bộ cái đó thì nói chung là chị Oanh không có sai. Yeah. Nhưng mà kiểu nhưng mà thì thấy nụ cười đó, tươi không ạ? Cả hai vợ chồng cười rất là nhưng tươi. Nhưng mà kiểu cũng yeah. hơi phủ chút yeah. xíu với anh Tuấn vào lúc đó. Yeah. Như vậy thì Tuấn nói thiệt đi, lúc đó thấy sao? Cảm xúc của mình lúc đó thấy sao? Dạ lúc đầu thì không ủng hộ, nhưng mà rồi yeah. thì nghĩ lại công việc đó cũng không có phải là xấu. Dạ. Yeah. Cái nhiệm vụ của mình lúc đó là được giao là ngồi trên xe giữ chiếc xe. Lại còn phải giữ xe nữa. Như vậy là rất là nghe lời vợ đúng không? Tại vì nó đang tạp cho nên đâm ra là mình phải cố gắng là giữ đúng vị trí của mình. Tại vì một chút xíu lơ là thì mình có thể là lại thêm một cái vấn đề khác nữa. Dạ. Cho nên đâm ra là những vấn đề đó nó hơi căng chỗ đó thôi. Nãy giờ nói chuyện với Tuấn thì cô được nghe nhiều lắm rồi. Nhưng Vân để cho cô hỏi chị Oanh dạ. câu này nha. Bạn Tuấn đó, chồng em thì nói rằng chia sẻ với các bạn trẻ đó là khi mà chúng ta vào cuộc sống hôn nhân đó thì chúng ta hãy đừng nhìn nhau bằng đôi mắt mà hãy nhìn bằng trái tim. Dạ, thực ra bản thân em dạ. cũng đã nhìn anh ấy bằng trái tim. Dạ. Bởi vì khi mà em gặp một cái trắc trở rất là lớn thì cái nụ cười của anh, lần đầu tiên em thấy anh nở nụ cười và anh gặp ảnh, em đồng tình trong cái nụ cười đó. Dạ. Là vì bản thân em cũng chưa cười được như vậy. Nhưng dạ. mà trong khi ảnh bệnh, dạ. không có người thân kế dạ. bên, thậm chí là đi lụm những cái trái khế thối mà ăn. Dạ. Nhưng mà ảnh vẫn cười lạc quan. Dạ. Thì tại sao mình là một người lành lặn như vậy, điều kiện có, mà cái nụ cười, thực ra cái nụ cười nó phải là thật từ trong lòng mình ra. Dạ vâng. Vân ơi, dạ. Chúng ta làm chương trình nhiều lần
nhiều người gặp gỡ. Nhưng đôi khi chúng ta quên mất là chúng ta hay nhìn nhau bằng cặp mắt. Ở đây bạn Tuấn không có cặp mắt bình thường như chúng ta, nhưng mà bạn Tuấn nhìn tỏ tường hơn nhiều người, có mắt sáng. Vân nghĩ như vậy không? Dạ có cô. Đó là điều mà con nghĩ nãy giờ, và con cảm ơn vì cô đã nói thay con điều đó rồi. Mọi thứ nó rất là nhẹ nhàng, nó cao thượng, đơn giản, mà nó lại đẹp một cách lung linh. Một cái thứ hào quang mà nhiều khi á, chúng ta để cuộc sống bận rộn và chúng ta đánh giá theo cái con mắt thông thường á, mình sẽ không thấy được những điều nhỏ bé đẹp đẽ như vậy. Và em cảm ơn chị Oan vì chị đã yêu anh một tình yêu không vụ lợi. Mong là anh chị lúc nào cũng ở bên nhau. Và một lần nữa xin được cảm ơn chị Huỳnh Thị Kim Oan và anh Nguyễn Văn Tuấn ạ. Vâng, cảm ơn chương trình. Thưa quý vị khán giả, đó là câu chuyện rất kỳ diệu của ngày hôm nay, và chúng tôi mong rằng là quý vị khán giả sẽ luôn đón xem Mảnh Ghép Hoàn Hảo để chúng ta tiếp tục được kể cho nhau nghe những câu chuyện đẹp như thế giữa đời thường. Và chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 35 phút Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV9 và được thực hiện bởi VTV9 Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình lần sau.